Chào bạn, nay mình review quyển số 5, quyển Tấm da dê giáo dục. Cái quyển này thì để mình kể lại lịch sử ra đời của cái quyển này cho bạn nghe này. Cái quyển này nó được dịch từ tiếng Trung. Đây là cái ông Carl Wicks, ông này là ông con, tức là ông cái người đã trở thành thiên tài á. Trước cái quyển này thì nó có một cái quyển là Carl Wicks Education, đó là phương pháp giáo dục của Carl Wicks. Đó, cái quyển đó là của ông Carl Wicks cha, ông viết. Thì cái ông Carl Wicks cha là ông là một cái mục sư người Đức, và cái thời điểm cách đây khoảng hơn 100 năm rồi đó, thì trong một lần thảo luận phản biện về các vấn đề về giáo dục, thì ông quả quyết là chỉ cần tôi sinh ra một đứa con trai bình thường thì tôi chắc chắn là giáo dục con tôi trở thành thiên tài. Thì vào cái thời điểm đó, người ta không không có tin vào cái việc đó, người ta nghĩ là trẻ em nào sinh ra thiên tài là nó đã giỏi ngay từ nhỏ, và những trẻ em nào mà đần độn thì nó đần độn ngay từ nhỏ và không thể giáo dục được. Đó. Thì ông quả quyết như vậy, và trong cái buổi thảo luận đó có 14 người mà không ai tin ông hết, chỉ có mình ông tuyên bố như vậy thôi. Và cả cái thời ở cái thời đó thì không ai tin ông hết, chứ không phải là 14 người đó. Thì sau này ông sinh ra Carl Wicks. Cũng không may mắn là Carl Wicks là một đứa trẻ sinh ra không bình thường luôn nha, không phải là tức là nó hơi đần độn, thiểu năng á. Thì ông mục sư này ông than thở, ông nói là tôi đã làm gì mà Chúa trời lại ban cho tôi đứa con như vậy. Nhưng mà ông rất là kiên trì phương pháp giáo dục của ông, và sau này thì Carl đạt được những cái thành tựu rất là lớn, mới có 6-7 tuổi đã học thành thạo rất là nhiều thứ tiếng. Và ông sau khi mà ông nghiên cứu về triết học á, thì ông mới viết ra một cái tác phẩm là bình luận về triết học của Dante, và gây sửng sốt cho giới triết gia, những người nghiên cứu về triết học của Ý. Những thành tựu rất là lớn đó. Thì ông Carl Wicks cha ông mới viết, ông mới ghi chép lại cái nhật ký giáo dục con của ông bằng tiếng Đức này. Cái quyển đó nó khoảng 1.000 trang, rất là dày. Và nó vào cái thời đó thì người ta cũng không có để ý mấy đến những đến cái quyển sách đó, tại vì người ta cho là nó là thuộc dạng lộng ngôn, nói những điều vô lý. Mặc dù con nó trở thành thiên tài nha, mà quyển sách đó vẫn không được chú ý. Và thứ hai là vì ông này ông ghi chép nó quá chi tiết, và nó không nổi bật lên được cái phương pháp của ông, và nó là ông là mục sư mà nó có hơi có màu sắc tôn giáo trong đó, cho nên là quyển sách nó không được để ý nhiều, nhưng mà nó rất là giá trị. Sau này thì có một cái giáo sư người Mỹ ở Đại học Harvard, thì ông này ông mới tìm cách ông dịch cái quyển sách đó từ tiếng Đức sang tiếng Anh, và ông lược dịch lại còn khoảng 300 mấy trang. Và ông giáo sư ông nói đó là một công việc cực kỳ khó khăn, vì phải phải dịch lại quyển sách đó và làm cho nó ngắn gọn dễ hiểu, nhưng mà vẫn phải nêu bật lên cái phương pháp giáo dục của ông Carl Wicks này. Và cái quyển đó thì bây giờ nó không còn sách giấy đâu, và cái quyển đó thì trên Google Book á, cái quyển sách đó nó đã mất bản quyền, tức là nó đã hết thời hạn bản quyền rồi, và Google Book nó cho phép mình tải cái quyển sách đó về. Và trước khi nó cho mình tải về thì nó nói là bạn hãy kiểm tra ở cái đất nước của bạn đang sinh sống á, cái quyển sách này nó còn có thời hạn bản quyền hay không. Nếu nó đã cũng đã không còn thời hạn bản quyền thì bạn cứ được phép tải về đọc. Mình từ lúc mà biết có cái quyển sách đó tồn tại đến lúc mà mình tìm ra được cái link của nó thì mất khoảng 4-5 tháng tìm rất là khó tìm. Thì cái quyển sách đó rất là hay, và rất là nhiều người họ áp dụng và họ giáo dục con thành thiên tài. Thì cái quyển số 1 mình review á, Thiên tài và các khóa giáo dục từ sớm á, và sử dụng từ sớm á, thì rất là nhiều nhiều người trong đó, trong quyển sách đó áp dụng cái phương pháp của ông Carl Wicks. Còn cái quyển này Tấm da giáo dục là cái nhật ký, hoặc là cái quyển giống như tự truyện của cái ông Carl Wicks con, ông kể lại là ông đã được giáo dục như thế nào. Quyển này cũng thì nói chung nó cũng mình đọc thì mình thấy nó nội dung nó cũng giống như cái quyển kia, nhưng mà nó một cái góc nhìn khác thôi. Cái quyển này được dịch từ tiếng Trung, chắc là có một tác giả nào đó đã dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung rồi lại có người dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. Ok, thì trong quyển này
từ lúc mình đọc mình áp dụng rất là nhiều và mình cũng có được chút chút thành quả với soda. Và mình thì rất là ấn tượng với cái ông Howard này vì ông dạy con học cực kỳ nhiều thứ tiếng luôn. Bản thân mình cũng rất là thích học ngoại ngữ. Thì hôm nay mới mới hôm nay thôi thì Soda mới hỏi mình là soba tree là đọc tiếng nước ngoài như thế nào. Tức là xong mình mới hỏi là tiếng nước ngoài, nhưng mà con muốn hỏi là tiếng nước nào, nước Ý rồi nước Pháp, nước nước Nhật. Xong rồi Soda hỏi là tiếng đọc đọc theo nước Ý thì như thế nào, mình cũng không biết đọc sao nên mình lấy Google ra mình đọc. Thì three trong trong tiếng tiếng Ý nó là three gì đó, nói chung cái nó cũng hơi giống nhau, phải âm hơi cái tí. Xong rồi mình lại tra theo tiếng Nhật đọc như thế nào, xong mình hỏi Soda là con thích học tiếng gì. Soda kêu là thích học tiếng Nhật. Thì mình có mua cái phần mềm mà Monkey Junior á, mình cho như trong đó nó có nhiều thứ tiếng mà không có tiếng Nhật, thì cho Soda chọn. Soda lại chọn học tiếng Trung. Thì đó thì mình bắt đầu cho Soda học tiếng Trung, nghĩa là học để làm quen thôi, để làm quen với ngôn ngữ thôi. Rồi chắc mình cũng thích tiếng Trung thì mình sẽ bắt đầu học cùng với số đây đó. Thì cái mình chia sẻ với bạn cái trải nghiệm mới ngày hôm nay thôi, là do mình cũng học kinh nghiệm từ cái quyển sách này, đó là học một cái gì đó phải nó có một cái sự kiện hoặc có một cái biến sự cố sự kiện nào đó nó khơi gợi cái sự thích thú của trẻ đối với cái sự học đó thì mình nên bắt đầu, còn nếu không thì thôi. Chứ không phải đùng đùng tự nhiên kêu Soda học tiếng Trung thì em bé trẻ nó đâu thích học. Khi nào để cho trẻ tự lựa chọn. Và mình nghĩ thì cái chiến thuật của Carwick rất là hay, nó là ở Đức á, cái tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý này kia nó bắt nguồn từ tiếng Latin, nó có nguồn gốc từ tiếng Latin. Thì học những cái ngôn ngữ đó nó rất là gần nhau. Học tiếng Đức xong rồi thì học tiếng Anh nó rất là dễ. Rồi học tiếng Latin thì có thể hiểu được từ tiếng Pháp, tiếng Ý vân vân. Đó thì học những cái ngôn ngữ hệ gần á, thì nó cái thành quả nó sẽ tốt hơn. Nên là mình cảm thấy hôm nay Soda chọn học một cách tình cờ, Soda chọn tiếng Trung thì mình thấy cũng hợp lý. Nên là mình cũng bắt đầu từ hôm nay mình sẽ triển khai cho Soda học cái tiếng Trung rồi. Ok, thì với lại mình chia sẻ bạn thêm một cái kinh nghiệm nữa là ở đây mình có để cái chỉ số vượt khó. Chỉ số vượt khó thì trong quyển sách này nó cũng có đề cập, nhưng mà cái lúc đó thì cái thời điểm đó thì nó chưa có cái khái niệm về chỉ số vượt khó. Nhưng mà bây giờ thì người ta nói chỉ số thông minh đúng không? Thông minh cảm xúc. Sau này người ta phát hiện ra là cái người nào mà có chỉ số vượt khó cao á thì cái người đó càng có cái cơ hội thành công trong cuộc sống cao hơn. Cho nên là bạn, nếu mà bạn có con nhỏ thì bạn có thể xem xét để ý cái việc rèn luyện cái chỉ số vượt khó này cho trẻ ngay từ nhỏ. Đơn giản lắm, ví dụ lúc lúc trẻ còn nhỏ đúng không, nó hay rơi đồ chơi vô gầm giường gầm ghế nó không lấy được đúng không, nó động viên nó lấy đó. Rồi động viên là lấy, rồi hướng dẫn con tìm cách tự lấy. Hoặc là trẻ 2 tuổi đúng không, mặc quần áo để cho trẻ tự mặc. Đó là những cái thời gian đầu mà mặc thì nó sẽ rất là vất vả, có khi mất đến 15 phút mới mặc xong cái quần, nhưng mà cứ để trẻ tự mặc. Đó đó là lúc mà trẻ rèn luyện cái tính vượt khó, đó là làm đi làm lại, làm đi làm lại cho đến khi nào thành công thôi. Hoặc là trẻ mới biết đi đúng không, tập đi nó hay té, thế để nó tự đứng dậy, đừng có đỡ nó, kệ nó, động viên nó. Thấy bây giờ mình thành phản xạ luôn, phải con té cái kêu là đứng dậy con, chứ không có chạy lại đỡ nha. Tức là mình chạy lại mình xem coi con có bị thương hay gì không, còn cái lúc mà nó té nó đứng dậy thì để cho con tự đứng dậy. Rồi lớn lớn lên tí á, thì ví dụ đạp xe đạp rồi dắt lên cái bậc thềm, dắt cái xe lên bậc thềm mà không dắt được thì để con tự dắt, kệ nó. Nó dắt hồi cũng dắt được à, nó hướng dẫn con chứ không có làm thay đó. Rồi mang giày đó, mang giày thì tự tự mang giày để cho con tự mang, hướng dẫn con mang. Thì trước đây mình có xem một cái bộ phim mình quên tên rồi, hồi đó mình học lớp 3, lớp 4, nhưng mà mình cực kỳ ấn tượng luôn. Đó là trong trong cái cảnh phim đó có cái cảnh là người cha hấp hối, và lúc mà hấp hối thì nói với người con trai là con có biết là cha nhớ cái hình ảnh nào nhất của hai cha con không.
Người cha mới nói là cha rất là nhớ cái hình ảnh là lần đầu tiên con biết tự xỏ dây giày. Đó. Nên bạn thấy không, cái đó nó cũng thể hiện một cái văn hóa giáo dục của người Mỹ ấy, là người ta rất là coi trọng tính tự lập luôn. Nó cũng liên quan chỉ số vượt khó, tức là tự mình làm được những cái điều đó. Chính vì lý do như vậy ấy, mà thanh niên ở Mỹ ấy, các tỷ phú ở Mỹ ấy, các tỷ phú trên thế giới ấy, thì chà, hỏi chân ra kìa hỏi này này cái video mình này hơi đặc biệt, mình quay lúc 3 giờ sáng thì bạn ấy tức là nhờ cái đức tính, nhờ cái văn hóa giáo dục cái sự tự lập, cái sự vượt khó ngay từ tuổi còn rất là nhỏ, mà cái thế hệ thanh niên của Mỹ, cái xã hội Mỹ, người ta thành công rất là sớm. Các tỷ phú thường trẻ tuổi thường được ở Mỹ, bạn thấy đó, như vậy đó. Giáo dục tính tự lập và giáo dục con cái kỹ năng vượt khó. Đó, thì cái quyển này, cái quyển nói chung là cái quyển Tấm da dê giáo dục này nó có cực kỳ nhiều điều mình có thể học hỏi từ nó luôn. Nó ghi chép rất là chi tiết. Và những cái điều này mình có thể áp dụng cho việc giáo dục trẻ từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, cho đến lúc thành thanh niên, áp dụng được rất là nhiều. Rồi, hôm nay mình chia sẻ ngắn gọn cho bạn với bạn như thế này, nội dung như vậy nha. Và bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian để đọc cái quyển này, và hãy nhớ lại hai câu hỏi thần thánh không. Một là cái quyển sách này bạn đã cảm nhận được, đó là bạn đã nhìn thấy được cái điều gì hay từ quyển sách này, và hai là bạn áp dụng nó như thế nào. Mình tin chắc là cái quyển này nó bạn cứ đọc, và mình tin chắc là bạn sẽ tìm ra được ít nhất là từ 2 đến 3 điều mà bạn có thể áp dụng được trong việc giáo dục con. Cố lên. Yes. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Chào bạn và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.